Rồi, xin chào anh em nhé. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Garrick Game Mobile của mình. Và hôm nay thì mình sẽ gửi đến anh em là một trận đánh gọi là siêu phẩm luôn. Đây, giữa hai người chơi. Đấy, VIP 4 và VIP 15 nha anh em nhé. Anh em có thể thấy bạn VIP 15 này, team chính là 5.8 triệu. Đấy, team số 2 là 4.1 triệu và team số 3 là 4.2 triệu anh em ạ. Nhưng tuy nhiên là vẫn thua bạn VIP 4 nhá, thấp hơn anh em nhá. Như vậy là qua cá cược thì gần như mình đoán phải 100% tất cả người chơi bên server Âu là sẽ cược sai cái trận này nếu mà cược anh em ạ. Đây thì team của bạn này đây, Siki này anh em ơi. Đấy, kỹ năng SP là 12 nhá. Tiếp theo là Marco là kỹ năng SP cũng là 12 này anh em này. Đấy, không phải là yếu. Đây, Zorian thì kỹ năng SP là level 14 15 luôn này. Đây, còn đây là Big Mom này anh em ạ, cũng kỹ năng SP là anh em V5 luôn. Đấy, còn anh em có thể thấy là hai team đấy đều có các cái con tướng là UR chất lượng anh em ạ. Và đối thủ của bạn ý ngày hôm nay thì anh em có thể thấy là đây, bạn Ico đấy, VIP 4 anh em nhá. Và team bạn ý cả team chính lực chiến chỉ có 4.1 triệu thôi. Và đội hình anh em có thể thấy là chỉ có em Marco và có em Gap thôi. Nhưng tuy nhiên là Gap của bạn Ico này là full kỹ năng SP anh em nhá. Và hôm nay thì anh em có sẽ được thấy là Gap gọi là cân ba cái team kia luôn. Đây, Gap full kỹ năng SP đây nhá anh em nhá. Đấy, và với một mình Gap thôi là cân đội hình của ba cái team của bạn Lucy luôn. Đấy, team của người chơi Ico là ở bên trái nhá, còn team của Lucy thì ở team bên phải. Và ở trận đầu tiên thì anh em có thể thấy này, Big Mom, Marco, Siki, Zorian và Young Ryan anh em nhé. Đây là team số 1 của Ico, rất nhanh chóng là trong turn 1 và turn 2 là sẽ đi luôn cả team. Và chúng ta sẽ được đến với cái màn ra mắt của em tướng là Monkey D. Gap anh em nhé. Gap phiên bản trẻ một mình kết hợp với Gory Roger anh em ạ, là càn quét đấy, ở cái God Valley anh em ơi. Đây, Gap full kỹ năng SP anh em nhé, rất là tuyệt vời luôn. Thật sự là không ai ngờ, thật sự là tất cả người chơi ở bên CFO mình và cũng như mình là khi mà để ý cái team của hai team ấy, cái đội hình của hai người chơi này thì thật sự là không ai nghĩ là cái trận này người chơi Ico VIP 4 lại có thể thắng được cái bạn VIP 15 mà trong khi đó là chỉ với một mình một em tướng Gap thôi. Đây anh em có thể thấy là sau cái màn ulti của team của bạn Lucy thì Gap là còn 2/3 cái máu, nhưng tuy nhiên là kỹ năng 1 đấy anh em ơi, đấm hết 1/3 cây máu của Marco và kết hợp là hồi phun máu rồi, bởi vì trong cái ulti của Gap thì có hồi máu nha anh em nhé. Thì ở trong cái team của bạn Ico này anh em có thể thấy là có Marco này, có Edward Review là để búp đấy, giáp rồi búp thủ, búp miễn sát thương đấy cho team, trong đó là có Gap và kết hợp là có em tướng là Ivankov nữa, Ivankov để búp thanh tẩy búp công nữa anh em ạ. Rồi còn dưới kia thì có Yamato, thì Yamato thì mới 10 sao, nếu mình nhớ không nhầm là chỉ 10 sao thôi thì khá là bình thường thôi. Nhưng quan trọng là anh em để ý cái trận này Gap lại thể hiện một cái bộ mặt rất là tuyệt vời luôn anh em ạ. Đây ulti của Gap nhá, bao nhiêu giây anh em ơi, như vậy là 3.2 triệu sát thương, tiếp tục liên kích gần 2, liệu có một pha liên kích là sát thương cao hơn hay không. Như vậy là 2.2 triệu và tiếp tục anh em ạ, liên kích đấm thường gần chết gọi là Wanomaco luôn anh em ơi. Đây ulti của Yamato này 7.3 triệu. Như vậy anh em có thể thấy là mặc dù là em tướng là Yamato của người chơi Ico ở bên trái là Yamato chỉ có 10 sao, nhưng vừa rồi với một pha ulti thật sự là đi vào lòng đất luôn anh em ạ, 7.3 triệu sát thương luôn và đã tiễn Wanomaco lên đường rồi. Bởi vì vừa nãy là Wanomaco thì đã bật cái nội tạng đấy từ đầu rồi, bật từ khi mà Gap nó ulti 2 lần và kết hợp là đam trường anh em ạ, nên như vậy là chết mất Wanomaco rồi. Đây cũng là một cái lý do là thua, team của bạn Lucy này thua đấy anh em thấy chưa, đấm Big Mom gọi là như bố đấm con luôn anh em ạ, hết tụt luôn cây máu và phải bật cái nội tại bất tử luôn, 2 lần liên kích và 1 lần là đam thường kỹ năng 1. Và như vậy thì em tướng là Big Mom chắc chỉ sang turn sau thôi là Gap nó sẽ tiễn cho lên đường thôi, nhưng mà cũng có thể là turn sau thì các cái con tướng của team của bạn Ico thì là sử dụng kỹ năng đánh thường nên có thể là Big Mom sẽ sống được thêm một turn nữa. Đây bây giờ sẽ xem nào, đấy anh em ơi, như vậy là Big Mom sẽ trụ được thêm một turn nữa và đến turn thứ 5 đấy, khi mà Gap nó sử dụng cái kỹ năng 1 thì chắc chắn là sẽ lên đường thôi. Đấy, như vậy là team của Lucy chỉ còn 3 em tướng thôi, Dâu Đen, Siki và kết hợp là Big Mom anh em ơi. 4.1 triệu sát thương đến từ vị trí của Dâu Đen luôn anh em ạ. Tiếp theo là 900.000 sát thương, như vậy là Yamato lên đường rồi anh em ơi. Yamato đã chết rồi, như vậy là team của Ico chỉ còn 4 em tướng. Và vừa rồi anh em có thể thấy là đã tiễn Big Mom lên đường và Gap nó tấn công là rất hết gần một nửa cây máu của Dâu Đen luôn anh em ạ. Vừa rồi Siki ulti thì xịt rồi.
4.9 triệu sát thương đến từ liên kích lần hai. Đấy anh em thấy chưa? Còn đúng 3 em tướng nhá. Marco này, đấy, Edward Review và kết hợp là Gap, đấy, full HP. Tiếp tục anh em sẽ cùng đến với cái màn ulti của Gap này để xem lần này là có tiễn em nào lên được không nhá. Liệu Zoryan có lên được không? Zoryan là kỹ năng ép, ui giời, 9 triệu sát thương kìa anh em ơi. Và Zoryan thì đúng là lên đường rồi. Đấy. Rất là chất lượng luôn đến từ vị trí của Gap luôn. Như vậy là còn có một mình Siki thôi. Và anh em vừa nãy là mình giới thiệu anh em rồi đúng không? Cái team số 1 của bạn Lucy ở bên trái ấy, là 5.790.000 lượt chiến cơ. Đấy còn team của bạn Eco ở team bên ở Lucy bên phải, còn team của bạn Eco ở bên trái anh em ạ thì lượt chiến này chỉ có 4.1 triệu thôi. Như vậy vừa rồi là Gap. Đấy với cái kỹ năng 1 anh em ạ. Liên kích đánh thường và cái kỹ năng 1 nữa là tiễn luôn em tướng là sư tử vàng Siki lên đường luôn. Mà mặc dù là Siki khi mà bật nội tại là tăng 90% là miễn giảm sát thương anh em ạ. Đấy, tiếp tục là đấu với tên 2, team 2 của bạn Lucy này thì cũng lực chiến là hơn 4 triệu. Đấy, cũng 4 triệu 1 hay 4 triệu 2 anh em ạ. Và team số 3 của bạn Lucy này cũng như vậy. Đấy, nhưng tuy nhiên là một mình Gap cân hết anh em ạ. Anh em xem cái trận đấu này thật sự là xem Gap đánh rất là hấp dẫn luôn và rất là tuyệt vời luôn anh em ạ. Một mình cân tất luôn. Cũng không thể ngờ luôn, tất cả là không ai ngờ là cái trận đánh này mà VIP 4 có thể thắng được VIP 15 mà thua tất cả về đội hình này, về lực chiến đấy các cái mà chỉ có em Marco, em Gap và Edward Review đấy tồn tại đến cuối cùng, một tay và một bút để support cho Monkey D. Gap anh em ạ. Đây ulti của thủ sư Rodok Akainu này, 1.2 triệu sát thương. Tiếp tục anh em sẽ được đến với cái màn xả kỹ năng tiếp tục là của Gap nha anh em nhé. Xem ulti lần này được bao nhiêu. Như vậy là trận này là Gap cao nhất hiện nay là đang đạt được 9 triệu sát thương. Nhưng mà đấy là khi mà đối đầu với các cái con tướng là lực chiến có thể là hơn nó và với team là hơn lực chiến nó. Còn cái team số 2 này thì hai team là lực chiến ngang nhau. Thì để xem là ulti có vượt qua được con số 9 triệu không anh em nhé. Đây bao nhiêu đây. Như vậy là 7 triệu 1 anh em ạ. 7 triệu 1 sát thương tiếp tục là liên kích tầng 2 luôn anh em ơi. Rồi như vậy là chỉ có 1 triệu 8 thôi. Và Wano Marco anh em thấy chưa? Bật nội tại kìa. Đấy, vừa rồi là hồi sinh lại và tiếp tục là chết lần 2. Nhưng tuy nhiên là lần 2 thì là có cái book của em tướng là Zephy anh em ạ. Đấy thì là bất tử được một hiệp nhưng mà không tồn tại được lâu đâu. Sang tên này thì chắc chắn là sẽ bị Gap nó đấm cho là như con luôn anh em ơi. Bởi vì là Gap là khi mà đấm thường thì một full HP thì 100% là bỏ qua phòng thủ anh em ơi. Nếu như chưa full HP thì đấm thường là nó bỏ qua 60%. Nhưng anh em có thể thấy, đấy, thấy chưa? Kỹ năng 1 gọi là vừa rồi là hình như lần nãy là sắp xỉ 7 triệu thì phải đúng không anh em? Đấm qua Lomaco thực sự là một con tanh mà lượng sát thương là nảy số rất là cao anh em ạ. Quá là chất lượng đến từ vị trí của anh hùng phải quân Gap luôn, thời trẻ luôn anh em ạ. Nếu như thế này thì tới này tướng truyền kỳ mà ra em tướng là Gonri Roger thì khả năng là lại còn tuyệt vời hơn nữa anh em ạ. Những cái con tướng huyền thoại thời trẻ thì anh em có thể thấy là đều ngon cả. Ví dụ như là điển hình nhất là em tướng là Young Rainian anh em ạ. Là một em tướng là rất là ngon và rất là tuyệt vời luôn. Và bây giờ thì tiếp tục là đến Monkey D. Gap. Và tới này mình nghĩ là sẽ có cái màn ra mắt tướng truyền kỳ là của em tướng là Gonri Roger. Mình đoán là như vậy anh em ạ. Thì cái này thì phải chờ tầm 5 tuần nữa đấy thì mới biết được. Tiếp tục anh em ơi, đấy kỹ năng 1 này anh em ơi, tiếp tục liên tích và Jaffy lên đường. Đấy anh em có thể thấy là quá tuyệt vời luôn. Đấm những cái con tướng này thật sự là bỏ qua Gap thì gần như là đam rất là sướng luôn. Máu đấy đam với gọi là đam với những cái con tướng mà bỏ qua Gap thì gần như là gọi là lấy lửa đốt giấy anh em ạ. Như vậy là còn 2 em, tiếp tục là 3 em Marco, Gap và Edward Review. Đấy, chinh chiến và sắp sửa tiễn team số 2 của bạn Lucy VIP 15 lên đường rồi anh em ơi. Đây, ulti lần này chắc chắn là sẽ đi thôi. Akainu sẽ đi. 10 triệu 2 sát thương và Akainu đã đi anh em ạ. Quá tuyệt vời luôn, tiếp tục. Liệu có đi không? 1 triệu rưỡi sát thương anh em ơi. Và liên kích là chết. Đấy anh em ơi, rất là tởm luôn anh em ạ. Một gọi là hai lần liên kích ulti là tiễn hai em tướng lên đường rồi, gần như là ulti là chết một em anh em ơi.
và đây là team số 3 của bạn Lucy. Team số 3 của Lucy thì được chiến là cũng 4.2 triệu nhá, sấp xỉ 4.2 triệu anh em nhá. Đấy, còn đây là cái màn gọi là đam đen tanh Orient. Đấy, tanh Orient thì mới ra mắt ở bên server Việt Nam chính thức là ngày hôm nay anh em nhá. Nhưng tuy nhiên là đối với anh em nông dân thì thôi, anh em hãy bỏ qua con tướng này. Mặc dù là con tướng này tanh nó rất là ngon. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là nông dân thì anh em bỏ qua, anh em tiếp tục tích vé cho mình nhá. Tiếp tục. Đấy, như vậy là liên được đấy em ơi, đam thường anh em ạ, tấn công thường hai lần liên kích mà tiễn em tướng là tanh Orient này lên đường thì anh em có thể thấy là còn đúng một gọi là một vài máu thôi, rất là chất lượng luôn. Đây là ulti của Orient này. Như vậy là hiện nay là Gap là đang dính cái hiệu ứng tiêu kích và dính choáng, như vậy là không biết là có thanh tẩy không. Vậy là chuyển sang turn 3 thì chưa có cái thanh tẩy, như vậy là Gap cái turn này thì sẽ không được đánh anh em nhé. Đấy, tiếp tục. Hiện nay vẫn đang dính cái hiệu ứng tiêu kích của Edward Review anh em ạ. Và cái hiệu ứng tiêu kích của Edward Review thì nếu mình nhớ không nhầm là nó tồn tại trong 2 turn này. 3 con tướng này anh em ơi, 3 con tướng chinh chiến với 3 team, 1 team là được chiến là 5.8 triệu, 2 team còn lại được chiến là 4.2 triệu. Thật sự là Gap thể hiện ở trận đánh này thì quá là tuyệt vời luôn. Mấy trận đấu gần đây thì mình rất là kết Gap anh em ạ, nhưng mà chưa kiếm được những cái trận đánh hay. Thì ở đây rất may là có người bạn, bạn ấy ghi lại và bạn ấy gửi lại cho mình. Đấy, nên là mới có điều kiện để giới thiệu với anh em. Bởi vì những cái trận đánh này thì nó đều diễn ra ở cái cụm mà gần như là cụm đầu của bên server châu Âu anh em ạ. Đấy là cụm từ server 1 đến khoảng server 40. Đấy nên là mình không có được, những cái con app của mình thì hiện nay không có điều kiện để vào là check cái cụm mà server mới đó. Bởi vì nó chỉ cho những cái app tạo sau ấy, tài khoản tạo sau thì nó chỉ cho tạo tài khoản từ server 100 trở đi thôi. Thế còn lại là từ server 100 trở về trước thì lại không tạo được anh em ạ. Tiếp tục 6 triệu sát thương và nổ bạo kích, anh em có thể thấy một lần nổ bạo kích là 5.2 triệu anh em ạ, đến từ vị trí của Gap. Và vừa rồi là tấn công em Orient và Orient lên đường rồi. Như vậy là team của Lucy thì chỉ còn 4 em tướng thôi. Tiếp tục anh em sẽ để ý xem là nó lại tiễn em Edward Review nhá, một con tanh nữa. Thật sự là tấn công quá tuyệt vời luôn. Rồi như vậy là tiếp tục em tướng thứ hai, em tướng thứ ba. Đấy, em tướng thứ hai thì con tướng là Ivankov thì rất là nhanh chóng, bởi vì là còn có một chút máu thôi. Rồi như vậy là lại dính khiêu khích rồi, lại dính hiệu ứng khiêu khích của Edward Review rồi. Như vậy là team của Lucy thì lại gọi là sống thêm được một chút nữa. Nhưng mà đối với bạn người chơi Lucy này này, bạn VIP 15 ở bên tay phải anh em ạ, mà thua trận này thì khả năng là đêm là cũng không thể ngủ được anh em ạ. Cũng không thể ngờ, là không thể hiểu là tại làm sao mà team của bạn ấy lại có thể thua một team mà chênh lệch rất nhiều về chiến và về chất tướng là như vậy. Chỉ có mỗi mình anh hùng hải quân Gap thôi, và em tướng là Marco, Edward Review búp được 3 con tướng mà chinh chiến từ trận 1 đến trận 3 anh em ạ. Đấy, tiễn luôn gọi là 3 team của Lucy lên đường thì bạn này chắc chắn là không thể ngủ được, cay không thể ngủ được anh em ạ. Cũng như hôm nọ là đối với ở bên server Việt Nam cái trận trước đúng anh em, giữa VNC và Nightwood, cũng một team của VNC và ăn hết cả 3 team của Nightwood, thì Nightwood đêm đó về chắc là cũng không thể ngủ được anh em ạ. Rồi không biết là bên server Việt Nam thì mình chưa check là cái cụm đầu thì tình hình mùa giải năm nay như thế nào. Thì kết thúc hôm nay thì sẽ vào đến vòng tứ kết, vòng bán kết và vòng chung kết thì nó mới bắt đầu có những trận đánh hay anh em ạ. Thế còn trước đó thì những trận đánh thì cơ bản là tranh lực chiến rất là nhiều, nên là nó sẽ không có cái độ hấp dẫn và gây cấn anh em ạ. Rồi như vậy là Edward Review lên đường rồi, còn mỗi Rayman và dâu trắng thôi thì nhanh chóng thôi, chắc là chỉ trong cái turn 10, turn 11 là sẽ lên đường hết thôi anh em ạ. Đây ulti, không phải ulti, đam cường 1.2 triệu, tiếp tục liên kích. Đấy anh em ơi, như vậy là xong rồi, kết thúc rồi anh em ạ. Và cái lượng sát thương đây, anh em có thể thấy này, cái trận số 2 là 24 triệu. Rồi, xin chào anh em nhé.